Tổng giám đốc Russian Helicopters cho biết Việt Nam là ưu tiên số 1 và điểm đến của trực thăng Nga hiện đại nhất. Tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế AMI 2018 tại Moscow, ông Boginsky, Tổng giám đốc Russian Helicopters, đã nhấn mạnh Việt Nam là ưu tiên số 1 của nhà chế tạo trực thăng hàng đầu thế giới này. Khi được hỏi về kế hoạch chi tiết đưa hai dòng trực thăng loại mới gồm Mi-171A2 và Ansat đi trình diễn, chào hàng cho các quốc gia khu vực châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, và liệu Việt Nam có nằm trong hành trình này hay không, thì ông Andriy Boginsky, Tổng giám đốc công ty trực thăng Nga Russian Helicopters cho biết, chúng tôi đã lên kế hoạch cụ thể và dự kiến vào nửa cuối tháng 11 năm nay sẽ đưa hai loại máy bay trực thăng kể trên đi trình diễn ở châu Á và điểm đến đầu tiên chính là Việt Nam, ở ngay tại thủ đô Hà Nội của các bạn. Ngoài ra, khi được đề nghị nhận định về thị trường Việt Nam trong tương lai đối với các loại trực thăng của Russian Helicopters, ông Boginsky nhấn mạnh rằng hiện nay ở Việt Nam đã có khoảng hơn 30 trực thăng đang được sử dụng, chủ yếu là để vận chuyển công nhân ra giàn khoan dầu ở biển xa, phục vụ hoạt động khai thác và thăm dò dầu khí của công ty Vietsop Petro. Và về cơ bản để đáp ứng được nhu cầu, do vậy triển vọng mua những máy bay tương tự như Mi-171A2 trong tương lai sẽ không nhiều. Tuy nhiên, dòng trực thăng Ansat cỡ nhỏ lại đang rất có tiềm năng bởi Việt Nam có nhu cầu về dòng trực thăng cỡ nhỏ nhằm phục vụ vận chuyển hành khách hoặc làm nhiệm vụ cứu thương. Philippines tố Hải quân Trung Quốc đội lốt ngư dân hoạt động tại Trường Sa. Một nhân vật trong Bộ Quốc phòng Philippines ngày 12 tháng 1 tiết lộ nhiều tàu cá Trung Quốc quanh nhóm đảo Calayan thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đều do dân quân và binh sĩ cải trang thành ngư dân điều khiển. Nhóm đảo Calayan là tên Philippines gọi một phần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trích lời quan chức giấu tên cho biết, chúng tôi biết một sự thật rằng giải phóng quân nhân dân Trung Quốc đã gửi đi và tài trợ cho lực lượng dân quân hàng hải đang cải trang thành ngư dân trên hàng chục tàu dân sự trong khu vực. Người này nói thêm rằng việc triển khai hàng chục tàu cá cải trang trong hoặc gần những vùng đặc quyền kinh tế của các nước Đông Nam Á là cách để Trung Quốc tăng cường sự hiện diện và thể hiện sức mạnh trong khu vực. Theo Philippine Star, Trung Quốc bắt đầu chiếm đóng trái phép đá vành khăn vào đầu những năm 1990 bằng cách xây dựng một túp lều bằng tre và khẳng định đây là nơi trú ẩn cho các ngư dân. Giờ đây, khu vực này đã trở thành một căn cứ quân sự phi pháp rất kiên cố mà Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền. Trước đó, Bắc Kinh thông báo họ sẽ tiến hành cải tạo các khu vực bị thiệt hại ở Biển Đông. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu rõ là sự tăng cường hiện diện của tàu Trung Quốc khu vực có phải là một phần trong những nỗ lực cải tạo sai trái của nước này hay không. Quan chức quốc phòng giấu tên nói rằng hiện tại chúng tôi chưa biết lý do vì sao số tàu cá Trung Quốc tăng nhanh trong khu vực này. Một quan chức quân đội cấp cao nói điều mà Philippines và các nước đang có tranh chấp trong quần đảo Trường Sa có thể làm là giám sát sự hiện diện của tàu Trung Quốc, dù chúng bề ngoài có vẻ như chỉ là tàu dân sự. Người này xác nhận những con tàu màu xám của Trung Quốc có khả năng là tàu hải quân rất thường xuyên xuất hiện. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.